Xin chào các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì tôi đã quay trở lại với việc đánh giá một chiếc đồng hồ không phải là có nhiều người biết. Đây là một chiếc đồng hồ đem lại cho tôi nhiều cảm xúc bởi hôm nay tôi may mắn mua được. Đúng nghĩa là may mắn mua được. Đây là một chiếc đồng hồ mà nếu như nhiều người nhìn thấy thì sẽ nghĩ đây là một chiếc đồng hồ nữ của Patek. Tuy nhiên hoàn toàn không phải. Chiếc đồng hồ này gắn liền và có thể nói là một cột mốc rất quan trọng đối với thương hiệu Patek. Đây là một chiếc đồng hồ mang mã hiệu là 3796. Và tại sao nó lại quan trọng tới lịch sử phát triển của thương hiệu Patek Philippe thì chúng ta cùng tìm hiểu trong video này anh em nhé. Gia Bảo Luxury trao gửi báu vật của thời gian. Đầu tiên ấy, nói một chút về cái câu chuyện để tôi sở hữu được chiếc đồng hồ này. Chiếc đồng hồ này thì tôi được một anh khách, anh ấy sống ở Đức. Sau khi đi tất cả các cửa hàng thì người ta đều bảo đây là một chiếc đồng hồ nữ, thì tôi bảo đây là một chiếc đồng hồ nam. Thì anh ấy quyết định sau khoảng 10 phút nói chuyện thì anh ấy quyết định để lại cho tôi, bởi vì tôi nhận thấy được cái giá trị chiếc đồng hồ này và tôi hiểu về nó. Đây là một chiếc đồng hồ Patek 3796 và chiếc đồng hồ này là thế hệ thứ hai. Phải nói một chút về lịch sử không anh em lại nhầm lẫn. Chiếc đồng hồ này mặc dù là có đường kính 31 nhưng nó là đồng hồ dành cho nam và nó là series tiếp theo của cái phiên bản 96 ấy. Phiên bản 96 đấy là cái phiên bản mà ngay từ khi nhà Stern quyết định mua, gia tộc Stern quyết định mua thương hiệu Patek Philippe vào năm 1932 thì đã cho sản xuất cái bộ sưu tập này, tức là bộ sưu tập mà với chiếc đồng hồ 96 thì cái thương hiệu đấy, thì cái bộ sưu tập đấy nó đã vực dậy cả một cái thương hiệu năm 1932, lúc đấy là đang rất là khó khăn. Thì tại sao chiếc đồng hồ 96 đấy, Calatrava đấy, hiện tại bây giờ người ta thương hiệu Patek vẫn tiếp tục sản xuất những cái line, ví dụ như là hiện tại bây giờ có năm 1996, năm 296, năm 396, năm 496, thì đó là ảnh hưởng bởi cái chiếc 96 mà đã vực dậy cái gia tộc, vực dậy cái thương hiệu Patek đó. Và cái chiếc đồng hồ này cũng là chỉ một chiếc 96 nhưng là 3796. Trước đây thì tôi cũng có đánh giá về ba chiếc đồng hồ này, 51, 52, 53, 96 thì tôi có nói về Calatrava rồi, nên nếu anh em có muốn tìm hiểu thêm một chút thì có thể xem lại cái video đó của tôi. Ngày hôm nay thì tôi chỉ muốn nói qua một chút về chiếc đồng hồ 3796 này thôi. Đấy, mặc dù là chiếc đồng hồ này hiện tại thì tôi thấy là khoảng năm sản xuất của chiếc đồng hồ này bây giờ khoảng tầm hơn 20 năm, nhưng tình trạng nó rất là mới. Đây là một, thật sự là tôi, đối với tôi nó là một báu vật và một di sản đó. Chiếc đồng hồ này thì với đây, như anh em thấy giấy cũ của Patek, cái giấy bảo hành của Patek năm khoảng năm đó được ghi rất rõ đây. Nó được in và đây là được in 10.000 bản tháng 10 năm 1994. Đây, rất là hay. Được in tại Thụy Sĩ này, 10.000 bản tháng 10 năm 1994. Và thời điểm đó ấy, ký ở đóng dấu ở trên giấy này là bố của ngài chủ tịch hiện tại Thierry Stern bây giờ, đó là ngài Philip Stern. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm những cái phụ kiện tiếp theo, ví dụ như là sổ này. Sổ này thì in năm tháng 5 năm 1999, sổ nhỏ là in năm 98, và cái đồng hồ này thì được bán ra trong khoảng năm 2000. Đây là thế hệ series cuối của 3796. Tuy nhiên là tại sao tôi muốn chia sẻ với anh em cái về chiếc đồng hồ này, bởi vì đây là một chiếc đồng hồ với lớp vỏ rất là đặc biệt và mặt số cũng đặc biệt không kém. Đây là một chiếc đồng hồ với lớp vỏ platinum, vỏ platinum, khóa platinum và mặt số không phải là mặt số những cái giống như những phiên bản thông thường, đó là cọc số với cái kiểu dạng là nhẫn button, mà đây là một chiếc đồng hồ với cọc số bằng kim cương. Đó là lý do mà tại sao chiếc đồng hồ này đối với tôi thì rất là quý giá. Và đây là cuối video này rồi, và đây thì cũng không phải một bài review mà là tôi muốn chia sẻ nó gọi cảm xúc mà hôm nay tôi được nhận cái chiếc đồng hồ này. Đó là một cái cảm xúc mà tôi không bao giờ thể quên được. Đó, một chiếc 3796 vô cùng hiếm và rất là may mắn tôi được sở hữu nó. Cảm ơn các anh em đã quan tâm và xem video. Xin chào anh em.